Học giỏi nha, cố gắng nha. Đi vô ăn sáng sửa ông nha con. Ông có đi học không? Bà ông đứng đó. Đi theo chị Như kìa. Mua thịt á. Sao vậy? Sao không không? Mắc ế hả? Hả? Cái gì vậy? Thịt ở dưới kia kìa. Đi giống như bà già vậy á. Ăn vô ăn no xong đi giống như bà già vậy đó. Thịt dễ thương không? Không thích thịt nào? Thầy cô kìa, đi ăn thầy cô. Mấy này dễ thương. Thích ở đây nè. Có màu đỏ nữa nè đi. Quá trời đi, đây nè con lửa trong này nè. Mấy thầy cô. Nhiều hình đấy con. Màu đỏ. Này màu đỏ đó. Đây nè, 20 tháng 10. Màu xanh, đỏ xanh. Mắt khác. Mắt thạch khô. Thịt trường. Đi vô. Bỏ vô đó. Con lửa đi. Biển quê. Có rồi, hôm nay người ta nói người ta giao bị trễ thì mai người ta mới giao. Con lựa cái này cho con mảnh nào. Cô Lim chứ à, cô Như. Cô Như hả? Tiết môn tiếng Anh. Cô Như tiếng Anh mấy cô? Mấy thầy mấy cô? Này nữa nè con. Nhiều cáp hả? Con lấy mấy cái rồi? Mua 6-7 cái đi. Yeah. Trời. Thú luôn cái điện thoại tôi luôn. Trên này cũng có nữa nè nhỉ. Mua cho Thành cái điện thoại. Bữa mua cái điện thoại kia rồi. Mua đi. Còn con có mua đồ dùng học tập gì không? Có thiếu không? Bút chì. Bút chì á, bút chì có nhiều mà, trong học có nhiều mà. Nguyên Thành thích chơi cái banh gì á. Thank you.
em, dắt em. Một cái đèn là ba thân kim vàng. Ủa cái quyển từ điển bữa giờ con có làm không con? Toán tài năng 4 bơm, ba bơ, ba e. 8 tới 9 tuổi kìa. Người đang mắc toilet đi về lẹ, thôi đi về lẹ đi 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 mua đó là mua đi về tin đọc chứ, về tin chị chứ hả? Có mua bút gì không? Có mua bút gì? Người mắc toilet, đã mua cái này cho Thành á, đã rửa gì cho nó đi, tội em. Rồi đây, đây, về mắt toilet.